Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình đến với cửa hàng Thanh Tùng xem và báo giá một số máy cài các bạn. Đây là cửa hàng Thanh Tùng Kubota Thái Lan. Hôm nay thì đem về con máy cài, một số máy cài Kyoti. Đó, thì mình cũng chưa biết là con máy này nó như thế nào và giá nó như làm sao, thì hôm nay thì mình vô đây mình sẽ xem và báo giá cho các bạn được biết. Đây các bạn, thì mình đã vô gặp anh Hòa. Đây là anh Hòa các bạn. Máy cài Kyoti của mình thì đem xuất xứ từ đâu về hả anh Hòa? Máy này, dòng máy này là máy Kubota đời mới. Dòng máy Kubota đời mới à? Nó là do cái nhà máy Hàn Quốc sản xuất. Hàn Quốc ngày xưa là nó sản xuất động cơ cho Kubota. Cái máy này thì trước Tết mình nhập về công 23 chiếc rồi mình nó bán hết. Sau này mới về cách đây mấy ngày là công 40 lớn. Máy này thì nó hai cầu 50 mã lực. Rồi trọng lượng nó thì khoảng 1,5 tấn thôi. Nhưng mà nó có những cái hay nhất là cái động cơ. Động cơ của ta đời mới là 2.4 luôn. Đường đường nó khoảng 6040 mình á. 2.4. Đây là nó có cái lọc phụ. Lọc phụ, lọc dầu phụ đó. Rồi cái này nữa là nó có cái lọc giải nhiệt. Lọc giải nhiệt nhớt anh ha. Lọc giải nhiệt nhớt. Ngoài ra thì có một khi heo dầu nó sẽ lớn hơn. Lớn hơn. Rồi bật đạn đồi thì sát 1 gram. Bật đạn đồi nó sát 1 gram luôn anh ha. 1 gram nó giúp cho cái việc mà thêm một cái trọng lực, cái trọng tải nó nhanh hơn. Dạ. Nó nhanh hơn chút. Bánh thì nó cũng gai cao 13.6. 56 nó tương đồng với 4.5. 47 mà 518. Dạ. Nó là chuyển động hai cầu. Tuy nhiên thì cái bánh trước của thằng này nó không có lợi thế mà là cái bề hông của ngang của cái lốp nó sẽ lớn hơn. Nó lớn hơn nó giúp cho cái việc mà giảm áp lực của trọng tải của một chiếc máy kéo xuống đồng ruộng hạn chế lún lầy. Cái này là năm cái lốp này nó chế 9.5. 9.5 16. Là chiếc máy là máy mới hoàn toàn luôn. Nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Máy mới nhập khẩu từ Hàn Quốc 100%. Chưa qua sử dụng. Máy mới 100%. Một bộ của nó đi kèm như là mình có đồ nghề máu. Máy này chỉ bảo hành 1 năm hoặc là 1.000 giờ. Bảo hành 1 năm hay hoặc 1.000 giờ hả? Cái nào tới trước mình làm trước. Cái lợi thế thứ hai nữa là nó là đùi thẳng luôn. Lợi thế thứ hai là cái máy này là đùi thẳng. Đúng rồi, đùi thẳng. Cái giá thành thì hơn 300 triệu anh hả? Hơn 300 triệu. Bích tông thì nó cũng 87, tương đương với 2018. Bích tông 87. Đúng rồi. Hành trình bích tông, cái đường kính bích tông là 87, hành trình bích tông thì nó khoảng 100 mấy. BTO thì như thế nào anh ạ? BTO thì các bạn nhìn đây, đây là cái thùng dầu. Thùng dầu nằm đặt phía trên, phía sau lưng của tài xế, rất là đẹp. Cái hệ thống đèn, đèn rất là gọn. Nhà BTO thì bên đây. Đây là BTO mình có hai số. Một cái là mình gọi thường á, nó giống như là cái cơ chế nó giống như là của John Deere vậy đó. Nó là 540 và 540 e. Khi mà 540 e là nó đạt cái tốc độ khoảng 1.200 vòng trên 1 phút. Thì vượt qua được 1.200 vòng trên 1 phút thì khoảng nó lên tới 540, là tương đương với số xe thứ hai. Còn cái cần này là nó có 2 cấp độ. Cái này là ở tốc độ cao. Trở về bông no mà chạy từng tần số chậm. Còn ngoài ra thì cái này là tiếng ngồi đồng tốc. Tiếng ngồi đồng tốc cũng giống như 5018 vậy á. Mình chạy cũng như bình thường. Còn này là ga rùa thỏ, này ga chân, này ga tai.
Còn đây là cần số 9. Dạ. Số này với hai cấp độ số là 8 số tiến và 8 số lùi. Còn đây là cần nâng hạ dành xới bình thường. Dạ. Dạ. Vậy là máy này 8 số tiến, 8 số lùi. 8 số tiến, 8 số lùi. Còn mỗi giống này. Này là về tới đây anh ha. Tiến lùi đồng tốc. À, tiến lùi đồng tốc không cần phải dừng máy, chỉ cần mình máy đang chạy tốc độ cao cũng chỉ cần đạp mình ra là mình chạy tới luôn. À. Theo quán tính của cái bánh lần là mình dẫn vô số chạy tới luôn. Bình thường. Tại vì cái cần này nó có cái lợi thế so với những cái dòng máy đời cũ á, là mình phải dừng hẳn động cơ. Dạ. Cho cái cơ chế sang số cho nó dừng hẳn nó mới khớp vô. Dạ. Còn lần này mà mình là tiến lùi đồng tốc thì không cần phải dừng máy lại. Dạ. Động cơ không cần dừng luôn, chỉ cần đạp lên bia là mình đẩy tới. Để tới. Rồi mình đang chạy ở tầng số 2 là số nhanh, tầng 2. Số 2 số tiến. Mình gặp số lùi, số 2 vẫn lùi bình thường. Đó là cái lợi thế của nó. Này để mình xem máy hả bạn? Này, bích tông 88 anh hả? Bích tông 87. À bích tông 87. Này, bốn máy. Ngoài cho bóng đá. Cái máy ngoài sáng. Dạ, để bích tông 87. Nhưng mà trợ lực luôn, nó lấy trợ lực. Cầu chớp đây các bạn. Biến máy rất là mạnh nha các bạn. Này tiếng máy là rất là mạnh. Cái này mình đài thử được không anh? Đài thử được không? Đây các bạn, máy là dòng máy KOT này nhập khẩu từ Hàn Quốc, mới tên mới đem về đó thì có rất là nhiều anh em nào muốn anh em và các bạn nào muốn mua tham khảo gì thì nhanh tay các bạn nhập về. Nó có tạ nữa nha. Này nó có tạ nữa anh ha. Tặng riêng ba cục tạ với cái giá ba cục tạ ha. Cái này tại vì chưa gắn tạ. Cái này có tạ luôn nữa bạn. Đây anh Hòa lên xe đề thử. Cái này là đơn dừng, cái này là mở. Đợt sau mình sẽ nói sâu hơn cái này. Có một cái tín hiệu máy quá mạnh ha. Máy này dùng bích tông 87 nghe tiếng máy rất là mạnh luôn rồi. Cái bô nó thọt ở đây anh Hoàng, cái bô nó thọt dưới đây ha. Bô nè. Tắp lô điện tử luôn, còn lép. Khi mở lên thì bấm đèn lép rất là sáng và đẹp. À, cái này là cái gì? Anh nói gì? Tắp lô bằng đèn lép. À, đèn lép luôn ha. Hay tắp điện tử nó đẹp. À, đèn đẹp quá ha. Giúp ban đêm dùng cho dù cho mình lái trong cái chế độ ban đêm mình làm đồng ban đêm á. Dạ. Nó còn sáng thấy như trên báo. À, làm báo hết nhiên liệu. Nhìn như chiếc xe tay ga anh ha. Ở đây mình chế độ sang số có nè, 540E và 540, hai số xế. Dạ. Yeah. Máy này nhập khẩu 100. Đây các bạn ơi, mình vậy là có một mình đem về có một dòng máy màu của anh hả? Tại giờ đang trên đường về là thêm 45 mã lực, chỉ khoảng 76 mã lực. Vậy là thêm hai dòng nữa. Hai dòng nữa, hai model. Dạ. Hai giải công suất. Dạ. Chắc tương đương với khoảng 2 tháng nữa là về tới. 2 tháng nữa mới về tới. Hiện tại thì chỉ có là 50 bán trước. 50 DK. Model của nó là DK 510. À, DK 510. Tương đương với 50 mã lực. Dạ. DK 5010 tương đương với 50. Mình thích cái bánh này nhất luôn, thích cái bánh trước, cái vỏ trước. Dạ. Nó lớn. Dạ. Cái bề mặt tiếp xúc lớn. Là cái vỏ trước của nó là 95 trừ 16. Vỏ trước này bằng với 50 anh ạ. Bằng 50. Vỏ sau thì bằng 40. Bằng 50 luôn.
bà làm lâu rồi đó. Trước này á thì cái lốp đèn này á 9.5 nó sẽ lớn hơn cái thằng 50. Dạ. Đó, nhưng mà cái mâm thì nó hơi ấy hơn. À. Giờ trước này lớn hơn 2018, gõ sau thì bằng. Dạ. Lốp này lốp gai cao, gai nó thưa, yeah, giúp cho cái việc khi mình đi lúc lại á, yeah, sình nó không có bám vào đây để cho cái bánh nó thoát ra được. À, con máy này nó có xài trục bơm không ta? Máy này thì động cơ 2.4, yeah, 2.4 và cái cơ chế của nó có lọc phụ rồi lọc mát nhiên liệu như, yeah, vậy thì nó sẽ giúp cho mình nó tăng cái turbo lên rồi. Dạ. Nếu bây giờ mình có turbo nữa thì nó sẽ thêm cái giá tiền nó sẽ cao. Dạ. Cái thành nó cao. Dạ. Nó dư tải rồi tới 2.4 động tư 2.4 mà trong cái sát 50 mã lực nó quá lắm. Dạ. Thì turbo nữa nó phí. Dạ. À, chuyến này mình đem về là coi 2, 4, 6 con máy Kyoti anh ha. Nên chín chiếc tất cả rồi, bán tháng 3 rồi. À, chín chiếc à. Mùng 6 là mình đã khai trương, hôm kia là mình đã nhận cọc, đã giao rồi. Dạ. Vậy là chỉ còn 6 chiếc thôi. 6 chiếc thôi. Bình nó nằm ở đây anh Hòa ha? Bình nằm sâu dưới, bình riêng từ Hàn Quốc luôn. Dạ. Nó có bình khóa bảo vệ bình. Dạ. Bình... Lọc chén nhiệt phụ. Bình riêng từ Hàn Quốc. Cái bình này nó gọn quá anh Hòa. Bình 50 gọn. Ừ. Mai mốt mình cũng ví dụ như mình có thay thế thì mình cũng xài với cái bình 50 vậy thôi. Gỡ cái này ra. Dạ. Gỡ cái này thay thế là nhét cái bình 50. Dạ. Hình như là cái có những con máy này là em thấy xài bình 50 chứ có người ta xài bình 100 không anh Hòa? 100 thì nó tùy theo cái lớn, máy lớn nó nhỏ. Như cái máy lớn thì nó xài mã lực cái năng lượng nó lớn. Dạ. Như mà em tặng được mấy cục tạ là bao nhiêu ký nữa anh Hòa? 3 cục tạ, cục tương đương với 15 kg. 3 cục tạ hả? Cục 15 kg, 45 kg hả? Với cái thành cái giá treo nữa. Cái giá treo này cũng hết 20 kg, 2 kg. Dạ. Vậy là cũng cỡ 50 kg. À, hơn 50 kg. Tặng thêm 3 cục tạ với này kia là hơn 50 kg lần trước. Máy này có này ha. Giải nhiệt. Giải nhiệt nhớp. Giải nhiệt phụ. Dạ. Lốp phụ bên đây, lọc nhớt phụ bên đây. Lọc nhớt ở đây. Lọc nhớt phụ. Dạ, lọc nhớt phụ. Máy này thì có lợi thế nhất là heo ti này, heo ti này là heo ti nó lớn hơn. Dạ. Đó, động cơ là 2.4 đời mới luôn. Đời 2020, động cơ Kubota đời mới. Dạ. Vậy là cái máy này là động cơ của Kubota. Đúng rồi, cơ Kubota đời mới. Dạ. Máy thì động cơ tới 2.4 rất là lớn. Dạ. 2.435 ạ. Học phục chi. Cái đó là cái gì các bạn? Với học phục chi. Học phục chi. Học phục chi trong máy đó ha. Ừ. Yeah. Điều khiển tất cả các làm khích khích sao cứng chắc quá anh bạn ha. Để nó có bảo vệ trong. Dạ. Yeah. Làm khích sao quá. Đẹp, máy nói chung là màu sắc rất là đẹp. Dạ. Yeah. Bình dầu rất là chịu rồi. Dạ. Như vậy là cái mùi này là rất là phù hợp luôn, đâu có không có cao anh vậy ha. Không cao nó vừa mà. Dạ. Cái thanh này là thanh nó gọi là RBOS, tức là thanh chống lật, khi mà mình có sự cố về máy kéo á, dạ, động sẽ bảo vệ người tài xế. Dạ. Nó gấp khúc này để nó bảo vệ người tài xế được an toàn. Dạ. Cái chiều cao này là nó là bao cao anh vậy? Hôm nay là khoảng 3 mét. 2.3 2.3 từ dưới đất lên tới trên đây là 2.3 ha. Vậy là hết chi tiết của con máy anh ha. Lần sau mình sẽ review chuyên sâu ha. Chuyên sâu về kỹ thuật từng cái ấy một. Yeah. Còn thêm cái dàn sớ con máy này là nó xài là bao lớn anh bạn? Thường 50 thì mình xài khoảng 1.8 m. Dạ. Thì con máy này cũng xài cỡ 1.8 m ha. 1.8 m là vừa. 1.8 m là nó phủ bì.
phụ bì bánh khoảng chừng mỗi bên tắt là vừa. Dạ. Rồi nó phải cán luôn cái lằn bánh. Dạ. Nó xử lý luôn cái lằn bánh đi qua lại. Dạ. Máy này trọng lượng có 1,5 tấn. Dạ. Kỳ nhẹ. Dạ. Động cơ cua ta, động cơ quen thuộc, rất là ổn định. Dạ. Động cơ lại công suất lớn 2,4 tương đương với 60 mã. Cái bình dầu này mình xài được bao nhiêu lít anh Hoàng? Này là khoảng 30 lít. 30 lít hả? Chắc hơn quá rồi. 2 can không? 2 can là 60 lít. 60 lít. Bên bình dầu này chở 100 được có 2 can đó bạn. Bên này 30, bên này 30, 60 lít. Dạ, 60 lít. Dạ. Lớp nhựa này là nhựa... Cái này nó xài giống như cái thằng chăn đe nó cũng để bình dầu đây. Rồi, mình xin kết thúc clip tại đây luôn các bạn. Ai có nhu cầu mua trong con máy như thế này thì liên lạc vào cửa hàng. Mình sẽ để lại số điện thoại của cửa hàng các bạn. Đã nông chiên xuống anh bà? Mạnh xuống, mạnh xuống. Hả? Để lại số điện thoại cho các bạn và mọi người cùng tham khảo. Để xin số điện thoại rồi sẽ gặp anh Hòa tư vấn cho các bạn.